28. Hai tên súc sinh. Trong thần giáo lại xuất hiện một kẻ bại hoại như vậy, đúng là một sự sỉ nhục lớn. May là có Hướng tả sứ, nếu không quan tình của Chu tước không biết bao giờ mới rửa được. Làm trưởng lão, ta cho phép cô và Hướng tả sứ cùng giám trảm hai người này lời nói ác ý. Rõ. Dân. Chủ môn sư huynh trí tuệ lớn, đã hợp tịch tà kiếm pháp và tung sơn kiếm pháp là một, đúng là người trời. Chỉ là một cách mà thôi. Có lẽ tịch tà kiếm phổ hoàn chỉnh, khoảng cách cũng xa lắm. Sư huynh khiêm tốn rồi. Dư Thương Hải sao rồi? Danny đã tìm mấy người, thuốc cũng kê không ít, nhưng vẫn không có gì khởi sắc. Tổ sư gia ở trên, xin phù hộ cho đệ tử có thể thuận lợi bảo toàn cơ nghiệp của phái Hoa Sơn, ngăn chặn giả tâm nuốt trọn phái Ngũ Nhạc của Tả Lãnh Thiền. Xuất phát thôi. Yên tâm đi, lần này tới Tung Sơn, ta sẽ liều mạng bảo vệ sự an toàn của muội. Mời. Lệnh hồ chuẩn môn. Mời. Lệnh hồ thiếu hiệp. Giảng bối lệnh hồ bái kiến tả trưởng môn. Lệnh hồ thiếu hiệp, anh tuấn thiếu niên lại nắm giữ môn hộ Hằng Sơn, từ võ lâm thiên cổ chưa từng có cục diện này, đáng chúc mừng. Giảng bối nhận di mệnh của Định Nhàn sư thái tiếp quản môn hộ của phái Hằng Sơn, trí ở việc báo thù rửa hận cho ba vị sư thái. Một khi đại sự báo thù xong xuôi, cũng sẽ nhường lại chức Ngũ Nhạc kiếm phái. Trước giờ đều liên kết với nhau. Mối thù máu của Định Vật, Định Nhàn sư thái là chuyện của phái Ngũ Nhạc ta. Vậy Định Tĩnh sư thái thì sao? Đạo trưởng, mời. Sung Hư đạo trưởng, Phương Chứng đại sư, mời vào trong. Chào mừng, chào mừng. Lâu rồi mới gặp lại tả trưởng môn. Lâu rồi không gặp. Hai vị, mời vào trong. Được. Ngọn núi này là núi Thiếu Thất, mà Thiếu Lâm Tự ở đó. Hôm đó ta tới Thiếu Lâm Tự, cảm nhận được độ cao của Thiếu Thất. Nhưng từ đó nhìn, Thiếu Lâm Tự là ở dưới chân của Tung Sơn. Đúng. Mọi người đi trước đi. Đi đi. Sư phụ. Sung Nhi, qua đây. Xem ra tả lãnh thiền lần này hẹn rất nhiều người. Nếu như có thay đổi, người ra tay sợ không chỉ là phái Tung Sơn nữa.
Sư nương, sư muội. Lâm sư đệ đâu? Bình Chi, ta bảo nó đi dò La rồi, xem thử có mai phục gì không. Hiện tại phái Thái Sơn đã cho Ngọc Cơ Tử làm trưởng môn, thế nên chuyện hôm nay sợ là không dễ dàng kết thúc. Xung Nhi, con phải nhớ cẩn thận mọi thứ. Dư Thương Hải đúng là kẻ vô dụng. Tịch Tà kiếm phổ phải có được. Tịch Tà kiếm phổ. Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái tề tụ tại đây, nhận được sự cổ vũ của các bằng hữu đồng đạo võ lâm khi tới đây. Tại đây Tả Mổ xin được cảm tạ. Những năm gần đây trong võ lâm xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Ta cùng với các tiền bối của Ngũ Nhạc kiếm phái đều cảm thấy, nếu không kết hợp thành một phái thống nhất hiệu lệnh, thì sau này chắc chắn sẽ gặp đại nạn, không thể ứng phó. Không biết đại nạn mà Tả Minh Chủ nói là gì. Không lâu trước, cái bang đã bị ma giáo tập kích, giải bang chủ và bác đại đệ tử của ông ấy chết ngay tại trận. Lại có chuyện này cơ à? Có chuyện này sao? Hành Sơn phái mất hết lực lượng tinh nhuệ, Mạc đại tiên sinh lẫn trốn không xuất hiện, đương nhiên là không nghe nói được rồi. Mạc đại tiên sinh một cây làm chẳng nên non, nếu có một ngày ma giáo tấn công lên Hành Sơn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các vị chắc hẳn đối với việc hợp phái không có ý kiến gì chứ? Giờ họ đều ở bên trong. Ngọc Cơ Tử sư thúc, người tiếp quản chức trưởng môn phái Thái Sơn, đối với chuyện hợp phái có cao kiến gì không? Bần đạo toàn tâm toàn ý tán thành. Trên dưới phái Thái Sơn ta nguyện đi theo Tả Minh Chủ làm rạng danh môn hộ của Ngũ Nhạc phái. Nếu như có ai ra mặt ngăn cản, phái Thái Sơn ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Đúng thế, phái Thái Sơn ta tuyệt đối phản đối. Đúng, hai phái Hành Sơn, Thái Sơn đều tán đồng việc hợp phái. Không biết ý kiến của phái Hằng Sơn thế nào đây? Trưởng môn trước đó của phái Hằng Sơn là Định Nhàn sư thái đã từng nhiều lần nói với tại hạ về chuyện hợp phái. Đối với chuyện này, bảy vô cùng tán thành. Tả Minh Chủ, lời này của ông nói không đúng rồi. Sư phụ và hai vị sư bá của ta trước khi viên tịch đối với việc hợp phái đều đau lòng nhức óc, càng phản đối kịch liệt. Ngày đó tại hạ và ba vị sư thái nhắc tới việc hợp phái, cũng quyết định rằng sẽ do Định Nhàn sư thái đảm nhiệm chức vị minh chủ của Ngũ Nhạc. Tuy Định Nhàn sư thái từ chối, nhưng tại hạ đã cố gắng ủng hộ. Sau đó Định Nhàn sư thái không cố chấp nữa. Lời này của Tả trưởng môn sai rồi. Mọi người có điều không biết đó thôi. Định Nhàn sư thái
cũng từng nói với ta rằng bà ấy vốn định tiến cử Tả Lãnh Thiền Ông giữ chức trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Phải, tuy Định Nhàn Sư Thái nói như vậy, nhưng tại hạ so với bà ấy thì vẫn còn cách xa lắm. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị nhân huynh đây? Tại hạ là Đào Căng Tiên. Ba vị này là hiện đệ của ta. Đào Cốc Tứ Tiên nghe danh đã lâu. Ông nghe danh gì của bọn ta thế? Là võ công cao cường của bọn ta hay là bọn ta hiểu biết sâu rộng đây? Đúng đúng, chỉ cần là võ công cao cường, hiểu biết sâu rộng thì ta đều rất ngưỡng mộ. Võ công của bọn ta cũng thường thôi. Đúng, nếu là đấu riêng với Tả Lãnh Thiền thì ta vẫn thua kém một tí. Nếu như bốn huynh đệ bọn ta hợp lực thì Tả Lãnh Thiền kém xa luôn rồi. Thì đó, đúng không nào? Nếu nói về hiểu biết thì hơn hẳn Tả Minh Chủ rồi. Đúng không? Đúng đó, đúng đó. Ngày đó Định Vật Sư Thái cũng có nói với ta là nếu Ngũ Nhạc Kiếm Phái thật sự hợp thành một phái thì phải do Tả Lãnh Thiền tiên sinh đến quản lý Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Đúng thế, đó là do Định Vật Sư Thái coi trọng tại hạ, không dám nhận. Nhưng Định Tĩnh Sư Thái lại nói Tả chủ môn của phái Tung Sơn lòng dạ hẹp hòi quá, không thể khoan dung. Đúng không? Thì đó, mọi người nghe đây. Vào lúc đó Định Nhàn Sư Thái lại nói với ta rằng, nói một cách công bằng, trên đời này hiện giờ đây có bốn vị anh hùng. Không những họ có võ công cao cường mà tướng mạo đường đường, hiểu biết sâu rộng nữa. Bốn người này có thể giữ chức trưởng môn của Ngũ Nhạc Phái. Đúng thế, không biết đó là bốn vị anh hùng nào vậy? Nói nghe xem nào. Chính là bốn huynh đệ bọn ta chứ sao nữa. Đúng thế, chính là bốn bọn ta, bốn người bọn ta chứ còn ai nữa. Đang nói bọn ta đó, mọi người nói xem, lẽ nào bọn ta không đẹp sao? Thì đó, lệnh hồ trưởng môn, môn hạ của quý phái mà không quản lý cho tốt, cứ để họ trước mặt anh hùng khắp thiên hạ nói năng bậy bạ vậy sao? Ông ta không phục kìa. Ngồi đi. Bốn vị đạo huynh này của ta ngây thơ hồn nhiên, nhưng không phải người lan truyền tin đồn bậy bạ. Bọn họ đã truyền lại di ngôn của trưởng môn đời trước Định Nhàn Sư Thái, mà lại đáng tin hơn những lời bậy bạ của người ngoài. Vậy quý phái chắc là một mình một suy nghĩ rồi. Cũng không hẳn. Nhạc trưởng môn của phái Hoa Sơn là ân sư đầu tiên của ta, ta nghe theo ông mấy cả. Hay, Nhạc tiên sinh, lệnh hồ trưởng môn không quên ân nghĩa trước kia của ngài đối với cậu ta, thật đáng mừng. Nhưng không biết ý của các hạ thế nào? Nhược Đức, sư thúc, tình hình ta đã nói rõ với con rồi. Tiếp theo nên làm thế nào phải xem chính con tự suy nghĩ rồi. Phái Hoa Sơn từ khi sáng lập tới nay đã 200 năm. Bên trong từng có tranh chấp giữa Khí Tông và Kiếm Tông. Tại hạ nhớ tới ngày đó, hai tông phái, hai phái tàn sát thê thảm, đến nay vẫn còn vô cùng sợ hãi. Nhớ lại trăm nghìn năm nay trên giang hồ thù hận đấu đá, phần lớn điều gì môn hộ mà ra. Tại hạ thường nghĩ, nếu như trong võ lâm không có sự phân biệt môn phái tông phái, người người đều là huynh đệ đồng bào, vậy thảm kịch đầu rơi máu chảy 10 phần có thể giảm đi 9 phần. Trên đời cũng bớt đi rất nhiều cô nhi quả phụ không nơi nương tựa. Đúng thế, nói có lý, nói rất đúng. Người trong võ lâm nếu đều có suy nghĩ như Nhạc cư sĩ, phong tinh quyết vũ thiên hạ, đánh nhau phân tranh đều không còn nữa rồi. Đại sư quá khen rồi, Nhạc mổ không dám nhận. Việc làm trước mắt của Tả Minh Chủ
chính là tạo phúc cho chuyện tốt của các đồng đạo trong giang hồ. Mọi người nghĩ thử xem, nếu như Ngũ Nhạc Kiếm Phái hợp thành Ngũ Nhạc Phái, vậy sẽ làm gương cho các môn phái, trở thành truyền kỳ lưu danh thiên cổ của võ lâm. Phái Tung Sơn ta đề nghị Ngũ Nhạc hợp phái, cảm thấy hợp giàu mạnh, phân thành yếu. Hôm nay nghe đạo lý của Nhạc tiên sinh nói, tại hạ lập tức ngộ ra. Tả Minh Chủ, tại hạ và lệnh hồ chủ môn của Hằng Sơn từng có tình nghĩa sư đồ 20 năm, nhưng sau khi cậu ấy rời khỏi cửa của Hoa Sơn vẫn còn nghĩ tới tình cảm xưa kia, mong rằng có thể quay về cùng một phái giới tại hạ. Nếu như Ngũ Nhạc hợp nhất, chuyện này cũng tác thành. Sư phụ nói cho ta trở về, hóa ra chỉ là Ngũ Nhạc hợp nhất. Chúc mừng Nhạc tiên sinh, lệnh hồ chưởng môn. Bắt đầu từ hôm nay, sư đồ quay về lại một phái, thật đúng là chuyện vui của thiên hạ. Hay lắm, tốt, tốt, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đông Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hoành Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Tung Nhạc Trung Sơn, ngũ phái nhất trí hợp nhất. Bắt đầu từ hôm nay, trên võ lâm sẽ không còn Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Đệ tử môn hạ của ngũ phái về thành một phái, xưng là Ngũ Nhạc Phái. Hay, hay, hay. Hay lắm, đúng thế. Hay hay. Cái gì thế? Nếu như ngũ phái hợp nhất, không biết do vị nào đứng ra làm chưởng môn. Tả Minh Chủ thống lĩnh ngũ phái đã lâu, tất nhiên là Tả Minh Chủ làm chưởng môn của Ngũ Nhạc Phái. Không được, không được, không được, không được, không được. Ngũ Nhạc hợp nhất là việc lớn, bỏ cái cũ tạo cái mới. Chưởng môn nhân chúng ta phải phá cũ lập mới. Đúng đúng, đúng rồi, đúng thế. Vậy nếu là Tạ Lãnh Thiền làm minh chủ, đó không phải là rượu cũ cho vào bình mới, không có nửa điểm ý mới sao? Đúng thế. Ngươi nói có ý nghĩa gì chứ? Theo cao kiến của ta, không bằng mọi người lần lượt làm. Mỗi người làm một ngày, ai cũng có phần, tuyệt không bị hụt. Được, 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 được đó. Nói rất hay, mọi người lần lượt làm, có đạo lý, câm miệng. Vị trí minh chủ Ngũ Nhạc Phái theo lý do tài đức vẹn toàn, quy danh lẫy lừng, tiền bối võ lâm tới làm, há có lý lần lượt tới làm sao? Tài đức vẹn toàn, quy danh lẫy lừng, người có thể xưng với 8 chữ này trong giang hồ chỉ có phương trượng của chùa Thiếu Lâm, Phương Chính đại sư rồi. Nói rất đúng, đúng đó, nói rất đúng, có đạo lý. Hôm nay là ngày mừng Ngũ Nhạc hợp nhất, há chứa 4 tên khốn kiếp các ngươi ở đây gây rối, ăn nói lung tung. Có tin bổn đạo gia chặt đầu các ngươi không? Vậy ngươi thử xem. Đúng thế, đến đây. Được.
không sao chứ? Xú tặc, ngươi đánh thật sao? Không được giở trò lưu manh. Sư thúc, không phải, cẩn thận. Người đâu? Có, mau đưa tới đại phu. Dân, mau. Đây. Tạ Lãnh Thiện ơi, Tạ Lãnh Thiện, ngươi ra tay cũng quá độc ác rồi. Đang yên lành, Ngọc Cơ Tử bị thương thành thế này. Ngươi quá tàn bạo rồi. Đúng đó, ăn nói lung tung. Các ngươi muốn giết Ngọc Cơ Tử, Tạ chủ môn là ra tay cứu. Ngươi thả rắm, bọn ta rõ ràng cùng Ngọc Cơ Tử nói đùa. Đúng thế, là Tạ Lãnh Thiện tưởng thật. Cực kỳ vô sĩ, ngươi cũng quá tàn bạo rồi. Đường đường là nam tử hán, dám làm dám chịu. Chính ngươi làm Ngọc Cơ Tử bị thương, vì sao ý đồ lại vô lại như vậy? Đúng thế. Bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng. Người như vậy cũng có thể làm trưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm phái sao? Đúng đó. Như vậy cũng có thể làm trưởng môn sao? Các vị, trong lòng ta, trưởng môn Ngũ Nhạc phái, trừ Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh, không có người thứ hai để chọn. Không được. Nhạc tiên sinh kiến thức võ công đều cực cao. Phái Hằng Sơn ta tiến cử Nhạc tiên sinh làm chuẩn môn Ngũ Nhạc phái. Không được, tất nhiên không được rồi. Nhạc tiên sinh không tồi, so với Tả chuẩn môn hơi thua kém. Nói lung tung. Đúng thế, Tả chuẩn môn đã đảm nhiệm minh chủ Ngũ Nhạc nhiều năm, để ông ấy đảm nhiệm chuẩn môn, thuận lý thành chương. Theo ý kiến của ta, trưởng môn Ngũ Nhạc phái do Tả trưởng môn làm. Ngoài ra có thể chọn bốn phó trưởng môn, vừa hay bốn chúng ta, tính là bốn chúng ta. Được rồi, mọi người nhao nhao nghị luận. Chức trưởng môn không cách nào định đoạt. Hôm nay trời đã tối, ngày mai lại chọn cũng không muộn. Chàng thấy nhị sư huynh và Cao Khắc Tân ở cùng nhau, nhìn thần sắc của họ chắc chắn đã quen biết từ lâu. Còn vừa nói vừa cười nữa. Vậy con có nghe thấy bọn họ nói gì không? Lúc đó cách xa quá, nghe không rõ cho lắm. Đức Nặc chưa từng tiếp xúc với người phái Tung Sơn, sao hắn có thể quen biết Cao Khắc Tân được chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Ngồi yên quan sát động tĩnh đi. Hôm đó ta tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương không có ở Hắc Mộc Nhai, thì ra là đi đánh cái bang. Sau khi cái bang thất thủ, Ma giáo chuyển hướng đánh phái Côn Luân. Vì để lộ tin tức nên các đại môn phái đã có phòng bị, Côn Luân mới may mắn thoát nạn. Đông Phương Bất Bại tự mình ra tay mà không đánh hạ được Côn Luân sao? Trận đánh Côn Luân Đông Phương Bất Bại không tham gia. Bần đạo đoán là trong Ma giáo có thể xảy ra biến cố gì đó. Bây giờ
Ma giáo ngóc đầu trở lại. Võ Lâm đối mặt với kiếp nạn. Chức trưởng môn Ngũ Nhạc, Lệnh Hồ thiếu hiệp, cậu nhất định phải nắm chắc trong tay đấy. Không sai. Tới lúc đó ba phái chúng ta liên thủ, có lẽ ngăn được ma giáo gây họa cho giang hồ. Đa tạ hai vị tiền bối nâng đỡ. Nhưng người quý ở chỗ tự mình biết mình. Ta đã tiến cử gia sư của mình Nhạc Tiên Sinh làm trưởng môn Ngũ Nhạc rồi. Lệnh Hồ thiếu hiệp, không cần xem nhẹ bản thân. Nhạc Tiên Sinh e là... Ta đã quyết ý. Tiền bối không cần nói nữa. Nào 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 nào, cạn. Sao thế? Ta đi giải quyết nỗi buồn một chút. Người cả đêm nay đi mấy lần rồi? Đi đi. Có chuyện gì? Làm gì thế? Làm gì vậy? Người đâu? Các hạ đi theo lâu vậy rồi, nên ra mặt thôi chứ. Quả nhiên là ngươi, Dư Thương Hải. Không ngờ ông lại trốn ở Tung Sơn. Như thế cũng đỡ tốn công đi tìm. Tử Hà thần công được truyền cho ngươi rồi sao? Giao Tịch Tà kiếm phổ ra đây. Ta sẽ cho ông toàn thây.
Học được hai ba chiêu võ công mèo cầu mà dám mở miệng quên quan rồi sao? Chư vị, hôm nay mọi người mỗi người mỗi ý. Chức minh chủ Ngũ Nhạc đến giờ vẫn chưa quyết định được. Tại hạ cho rằng các phái trong Ngũ Nhạc đều có tài kiếm pháp, không bằng tổ chức một màn đọ kiếm đoạt tranh chức đi. Mọi người thấy như thế nào? Được, 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 được. Các vị, đấu võ chỉ đánh tới gần là dừng, không thể hại đến tính mạng. Đao kiếm không có mắt, nếu như nhất định không được hại tới tính mạng, không hại tới tình đồng đạo, thì đúng là làm khó nhau quá. Theo như tại hạ thấy, không bằng mời Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng làm trọng tài, để tránh những người so tài đấu mãi không dừng. Chúng ta chỉ phân thắng bại, quyết không sống chết. Chỉ phân thắng bại, quyết không sống chết. Tám chữ này đã tránh khỏi vô số nạn đầu rơi máu chảy. Tả tiên sinh thấy như thế nào? Thượng Môn đại sư dành cho tệ phái tình cảm nồng hậu tới vậy, ta đương nhiên nghe theo. Chư vị, ta tuyên bố bắt đầu đấu võ. Không biết vị trưởng môn nào sẽ lên trước. Sư đệ, để lui xuống đi, đừng chọc người ta chê cười ở đây. Huynh nói vậy là có ý gì? Trước mắt phái Thái Sơn do ta là cư trưởng, luận công lực cũng hơn đệ một bậc. Huynh là cư trưởng, nhưng hành vi thường ngày của huynh có thể phục người được sao? Đệ, chậm đã. Giảng bối bất tài, liền dùng kiếm pháp Thái Sơn thỉnh giáo cao chiêu của hai vị đạo trưởng. Được. Tiểu sư muội chính là dùng Ngũ Nhạc kiếm pháp trong bích họa ở sân động. Xem ra sư phụ đã mang bí mật này nói cho tiểu sư muội biết rồi.
ngay. Chờ chút, ta bị họ giam cầm nhiều ngày, sớm đã không đủ sức nữa, trong tay không có kiếm, khó tránh bất công. Giết hạng chó má ti bỉ như ngươi, còn cần nói công bằng sao? Ta giết cả nhà tôi cục Phúc Uy, ngươi không muốn công bằng đánh một trận sao? Quang minh chính đại báo thù cho cha mẹ ngươi. Với võ công bây giờ của ngươi, nếu ta muốn đi, ngươi cũng không giữ được. Được, quyết định thời gian địa điểm, đợi sau khi ngươi phục hồi vết thương, ta và ngươi quyết đấu công bằng, không chết không thôi. Chỉ cần trong tay ta có kiếm, giết ngươi không cần tới trăm chiêu. Ta khuyên ngươi nên luyện võ công cho tốt trước, rồi hẳn tới tìm ta. Ngươi dùng thủ đoạn ti bỉ đoạt tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta, còn có tư cách gì ăn to nói lớn trước mặt ta chứ? Luận về ti bỉ, Nhạc Bất Quần nếu xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Ngươi kéo tới nhạc phụ của ta làm gì? Ngươi tưởng khi ở Phúc Châu một kiếm mà ngươi trúng là ai ban cho ngươi? Ta bị đánh trọng thương, mất đi kiếm phổ, rơi vào tay phái Tung Sơn, tất cả là ai tạo ra hả? Trong lòng ngươi biết rõ. Không thể nào, 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 không thể nào. Lão Hủ dụng tâm nghiên cứu kiếm pháp bổn phái, rất nhiều chỗ còn chưa lĩnh ngộ, hôm nay vừa hay thỉnh giáo. Chất nữ cũng chỉ học bừa vài chiêu kiếm pháp của phái Hành Sơn, xin Mạc sư bá chỉ giáo. Dừng tay. Sang Nhi,
Sao con lại làm càng như thế chứ? Mặt đại sư bá rõ ràng là nhường con, con lại ra tay nặng dòng mấy như thế chứ? Thật là buồn cười. Mạc huynh, tiểu nữ không biết xấu hổ, thật sự xin lỗi vô cùng. Bỏ đi, bỏ đi. Tiểu sư muội liên tục thắng cao thủ hai phái, sư phụ đang bày trò gì đây? Đang tính toán thế nào đây? Nhị sư huynh, Lâm sư đệ, bây giờ các phái Ngũ Nhạc đang tỉ võ trên phong thiền đài, sao đệ còn ở đây vậy? Sư phụ lệnh cho đệ tới lấy một vài thứ. Không biết là gì vậy? Không có gì. Hóa ra là huynh ăn cắp Tử Hà bí kíp. Không ngờ võ công của ngươi lại tiến bộ tới như thế. Lão tử nhìn nhầm rồi.